Xin chào các em học sinh khối 7 trường Trung học cơ sở Chua Nan quận 11. Thì để chuẩn bị tốt cho bài thi giữa kỳ vào tuần 11 sắp tới thì hôm nay thầy sẽ giúp các em ôn tập lại chương 1 Quang học. Thì nội dung của ôn tập chương 1 Quang học, chúng ta sẽ có phần A lý thuyết, phần B bài tập. Chúng ta đi vào phần A lý thuyết. Thì nội dung của lý thuyết phần chương 1 Quang học, thầy sẽ biểu diễn bằng sơ đồ tư duy. Thì điều đầu tiên các em cần lưu ý được cho thầy là về nội dung nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng. Thì mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Chúng ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. Ví dụ như ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì có ánh sáng màu đỏ truyền từ bông hoa tới mắt ta. Trong phần nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng, các em cần nhớ được cho thầy kiến thức về nguồn sáng là những vật tự phát ra ánh sáng. Ví dụ về nguồn sáng như là mặt trời, đèn pin đang phát sáng. Và định nghĩa về vật sáng bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Ví dụ về vật sáng như mặt trăng, bàn ghế. Và trong phần nguồn sáng và vật sáng, các em cần lưu ý được cho thầy về vật đen. Vật đen không phải là vật sáng và cũng không phải là nguồn sáng. Ta nhận biết được vật đen vì nó được đặt bên cạnh những vật sáng khác. Nội dung tiếp theo các em cần lưu ý được cho thầy là sự truyền ánh sáng. Thì trong sự truyền ánh sáng, chúng ta cần phải nhớ được định luật truyền thẳng của ánh sáng. Định luật truyền thẳng của ánh sáng được phát biểu như sau: trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng. Trong sự truyền của ánh sáng, chúng ta cần biết được tia sáng và chùm sáng. Thì người ta quy ước tia sáng là một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. Và chùm sáng là chúng ta sẽ vẽ hai tia sáng ngoài cùng. Và sẽ có ba loại chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ và chùm sáng phân kỳ. Nội dung tiếp theo chúng ta cần lưu ý là ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. Thì trong ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng, chúng ta cần lưu ý bóng tối, bóng nửa tối. Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới. Và trong ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng, chúng ta cần hiểu được hiện tượng nhật thực và hiện tượng nguyệt thực. Thì hiện tượng nhật thực, chúng ta sẽ có nhật thực toàn phần hay một phần, quan sát được ở chỗ có bóng tối hay bóng nửa tối của mặt trăng trên trái đất. Nguyệt thực chỉ xảy ra khi mặt trăng bị trái đất che khuất, không được mặt trời chiếu sáng. Nội dung tiếp theo là định luật phản xạ ánh sáng. Trong định luật phản xạ ánh sáng, các em cần lưu ý cho thầy gương phẳng. Thì gương phẳng là những vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng. Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. Định luật phản xạ ánh sáng được phát biểu như sau. Thứ nhất là tia phản xạ, tia R nằm trong mặt phẳng chứa tia tới SI và phát tuyến gương IN ở điểm tới. Và thứ hai là góc phản xạ Y phẩy bằng góc tới Y. Nội dung tiếp theo các em cần lưu ý được cho thầy là ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Thứ nhất, tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo vì không hướng được trên màn chắn và ảnh lớn bằng vật. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương. Chúng ta cần biết được về gương cầu lồi. Thì gương cầu lồi là gương có mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu.
thì tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi, nhất là ảnh ảo vì không hướng trên màn chắn. Thứ hai, ảnh nhỏ hơn vật và vùng nhìn thấy của gương cầu lồi nó sẽ lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. Nội dung cuối cùng các em cần lưu ý được cho thầy là gương cầu lõm. Thì gương cầu lõm là gương có mặt phản xạ, là mặt trong của một phần mặt cầu. Tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lõm là ảnh ảo vì không hướng trên màn chắn và ảnh lớn hơn vật. Và sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm, gương cầu lõm nó sẽ biến đổi chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương, và biến đổi chùm tia tới phân kỳ thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song. Như vậy chúng ta đã hệ thống lại kiến thức của phần chương 1 quang học. Đây là sơ đồ tư duy tổng quát của chương 1 quang học. Tiếp theo chúng ta sang phần B bài tập. Thầy có câu hỏi thứ nhất, chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng như hình vẽ, góc tạo bởi tia SI với mặt gương bằng 35 độ. Em hãy vẽ tia phản xạ, tính góc phản xạ. Chúng ta có một tia tới SI chiếu lên gương phẳng, góc hợp bởi tia sáng SI và mặt gương bằng 35 độ. Thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ tia phản xạ. Đầu tiên các em phải vẽ pháp tuyến IN với gương tại Y và ký hiệu vuông góc. Tiếp theo chúng ta vẽ tia phản xạ IR sao cho góc phản xạ bằng góc tới. Chúng ta sẽ có góc phản xạ bằng góc tới. Và ký hiệu mũi tên của tia phản xạ IR. Sau khi chúng ta đã vẽ được tia phản xạ thì chúng ta sẽ tính góc phản xạ. Góc phản xạ đây là góc NIR. Thì cách tính của bài này như sau. Ta sẽ có GI vuông góc với IN thì ra góc GIN bằng 90 độ góc vuông. Tiếp theo ta sẽ có góc GIS cộng SIN bằng góc GIN. Đây là hình học lớp 6 chúng ta đã học rồi, một tia nằm giữa hai tia thì các góc có mối liên hệ với nhau. Chúng ta thay số vào GIS theo đề cho bằng 35 độ. Góc SIN chúng ta chưa biết và GIN bằng 90 độ. Suy ra góc SIN bằng 90 độ trừ 35 độ bằng 55 độ. Góc SIN là góc tới. Thì chúng ta sẽ áp dụng định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ bằng góc tới. Suy ra góc phản xạ NIR bằng góc SIN bằng 55 độ. Tiếp theo, thầy sẽ có câu hỏi thứ hai, cho tia sáng tới SI muốn thu được tia phản xạ có phương thẳng đứng chiều từ dưới lên thì phải đặt gương như thế nào? Chúng ta vẽ hình. Bài toán này là bài toán về tìm vị trí đặt gương. Thì thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ vị trí đặt gương như sau. Thứ nhất là theo đề cho chúng ta sẽ vẽ tia phản xạ IR tại Y từ dưới lên và có chiều từ dưới lên. Phương thẳng đứng chiều từ dưới lên. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ tia phân giác IN của góc SIR. Thì tia phân giác chúng ta đã học hình học lớp 6 rồi. Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. Như vậy là tia phân giác IN nằm giữa hai cạnh SI và IR và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. Và bước cuối cùng chúng ta sẽ vẽ gương vuông góc với IN tại Y. Chúng ta sẽ vẽ gương vuông góc với tia phân giác chúng ta mới vẽ và ký hiệu vuông góc. Như vậy chúng ta đã xác định được vị trí đặt gương. Chúng ta sang câu hỏi thứ 3.
Hãy vận dụng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên AB đặt trước gương phẳng như hình sau. Chúng ta có một mũi tên AB đặt trước một gương phẳng. Chúng ta hãy vẽ hình. Thì cách vẽ như sau. Thứ nhất là tại điểm A, chúng ta sẽ hạ vuông góc xuống gương. Hạ vuông góc xuống gương, ký hiệu vuông góc. Lấy điểm A phẩy đối xứng với A qua gương. Chúng ta lấy điểm A phẩy đối xứng với A qua gương, ký hiệu bằng nhau, hai cạnh bằng nhau. Tương tự như điểm A, chúng ta có tại điểm B, chúng ta cũng hạ vuông góc xuống gương, ký hiệu vuông góc và lấy điểm B phẩy đối xứng với B qua gương, đối xứng với nhau thì có hai cạnh bằng nhau và chúng ta sẽ nối A phẩy với B phẩy, ta được A phẩy B phẩy là ảnh của AB qua gương. Như vậy A phẩy B phẩy là ảnh của AB qua gương. Các em lưu ý được cho thầy là phần ở trên gương chúng ta sử dụng nét liền và phần dưới gương chúng ta sử dụng nét đất. Vì là ảnh ảo nên chúng ta sử dụng nét đất. Như vậy bài học ngày hôm nay đã kết thúc. Các em về học bài và làm lại một số bài tập theo như đề cương mà thầy cô đã phát ra trên lớp. Chúc các em học tập tốt. Xin chào các em.